Ở trong cái nhà máy này nó còn sản xuất cả quý ngài đi vệ sinh. Quý ngài đi vệ sinh rất nhiều. Và nhá, bên cạnh nó còn có dòng chữ là ông ấy thật sự là đi vệ sinh đấy. Kiểu như là cái đồ chơi trong này nó có sự sống ấy các bạn. Thế chắc cái món này nó cũng đi vệ sinh thật, chắc thế thật. Mua ngay còn chần chừ gì nữa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình trên cái hành trình đi phá đảo Poppy Playtime Chapter 2, một cái trò chơi mà đang nổi đình nổi đám ở cái thời điểm hiện tại. Mình thấy có một số bạn trẻ chia sẻ rằng cái trò này nó khó lắm, nhưng mà đối với bản thân mình thì cảm thấy cái trò này cũng bình thường. Đặc biệt là mấy cái phần giải mã này này, có thể nói là nó... Có nhiều bạn cũng bảo mình là cái trò này quá đáng sợ, thì mình cũng chỉ muốn nói là tại các bạn gà đấy. Đối với bản thân mình cảm thấy cái trò chơi này quá là màu sắc sặc sỡ. Quái vật thì lại là đồ chơi à, đây thỉnh thoảng thấy mấy cái vệt máu trên tường thôi, có cái gì đâu mà phải sợ, chuyện bình thường. Cái không khí này quá là ngột ngạt rồi. Cái tiếng bước chân này làm tôi cảm giác ôi mẹ, mấy con này kinh vãi cả. Làm ơn tha cho tao về nhà đi được không. Chơi trò này chúng ta cần nhanh tay nhanh mắt, tại vì nếu mà chúng ta không để ý thì ui dồi ôi, một con Huggy Wuggy bất kỳ nào đấy nó sẽ nhảy ra và nó sẽ nhai đầu tôi. Ôi, đáng sợ quá. Ui. Tiếng đâu đây? Bước chân đâu? Lạ ơi. Sao mình tối quá đi này, tối quá. Cái tiếng động rồi. Có vẻ như sắp có con ra ở đây này. Ui giời ơi, một con. Hai con. Ba con. Nhưng mà ui ui con này nhảy tôi rồi. Chúng ta hãy để ý xem là có cần gì lồi lồi ra, chúng ta cần phải đẩy vào luôn. Đâu anh nào chuẩn bị nhảy ra thôi anh ơi phải đi anh ơi. Có cái gì đâu mà phải sợ. Mày đi. Em xin anh mà. Ồ, hoàn thành rồi này. Ghê vãi cả cái ấy các bạn ạ. Ôi rồi, thành công rồi. Cho những bạn nào chưa biết thì ở tập trước khi cái con quái vật của cái trò chơi này xuất hiện, đó là cái con Mommy Long Leg. Long Leg. Sau khi xuất hiện thì cái con quái vật này nó ép tôi phải chơi nó ba trò chơi lận. Cũng may là tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã hoàn thành được khoảng hai trò chơi rồi. Cái trò đầu tiên thì mình làm ở tập trước, cho nên là anh em nào muốn biết thì có thể quay lại xem nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi khám phá tiếp xem cái cảm giác này. Huggy. Chết. Cái gì? Tôi nhớ là tôi đã không. Tôi nhớ là tôi giết nó. Ơ. À, một con Huggy màu hồng các bạn ơi. Nào, nào đừng mở nhá. Tay nó mềm quá các bạn ạ. Thôi chết tôi. Ô oh. Chờ tao đi đái cái phía tao quay lại. Không làm gì tôi các bạn ạ. À, thì hóa ra là người ta chỉ mở cánh cổng cho tôi đi thôi nhá. Hóa ra là game kinh dị nó cũng có quái vật rít, quái vật rát. Chúng ta cũng không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. Chung là cái con quái vật vừa rồi nó làm thế xong tôi cảm thấy nó khá là đáng yêu đấy. Nãy giờ thì tôi bị lạc trong một cái mê cung, và nếu mà không có kiến thức tí gì về điện đóm, khi mà chơi trò điện tử này thì các bạn sẽ không thể nào mà vượt qua được. Tôi đánh giá ai mà đi qua được cái phần này sẽ khá là thông minh này. Có thể có nói là thông minh ngang tôi đấy. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Các bạn có thể thấy một cái bàn tay màu xanh lá cây. Tôi đang sử dụng tạm tại vì thực ra là tôi nghĩ là tôi sẽ dùng luôn. Vì cho hiện thời điểm hiện tại tôi thấy cái bàn tay này là xịn hơn cái bàn tay cũ của tôi. Vì cái bàn tay này nó có thể tĩnh điện được các bạn ạ. Đó, giúp ta vượt qua những cái chướng ngại vật trong cái phần 2 này. Ok, sao nghe giống thằng nghiện game thế nhỉ? Thực ra là tôi không đổi được cái bàn tay này đâu các bạn. Trò chơi có cho đổi đâu mà đòi đổi cái chứ. Vậy là theo như những gì tính toán thì tôi sẽ thả nó xuống đây và nó sẽ phá cho tôi. Uầy, trí thông minh của loài người. Đây, các bạn cứ nhìn cái đoàn tàu đằng trước này này. Cái đoàn tàu này là cách duy nhất để chúng ta có thể đi ra khỏi đây. Và nếu mà muốn thế thì chúng ta sẽ phải thắng các trò chơi. Và con quái vật sẽ cho tôi cái cốt để tôi đi về nhà. Ăn cơm với cả vợ con nữa, cũng tối muộn rồi. Nói là thế thôi chứ thực ra những cái trò chơi ở trong này nó khá là khó nhằn đấy. Mà cụ thể là cái trò 2 nhá, cái trò đập chuột ấy. Nó khiến tôi bị đau tim những hai lần. Sau cánh cửa này tôi sẽ cần rất nhiều những cái sự may mắn. Ok, get go. Get go. Đây rồi các bạn.
Không biết là sau cánh cửa này chúng ta sẽ phải đối mặt với cái thể loại quái vật như nào. Có tiếng bước chân đúng không các bạn? Chỗ này trông có vẻ giống một cái mê cung này. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. Đại loại thì trò chơi bảo tôi phải di chuyển khi mà đèn tắt, còn khi nào đèn bật thì tôi sẽ không được. Này có vẻ một mình tôi hay là các bạn cũng nhìn thấy cái gương mặt kia đấy? Ôi. Chúng ta chỉ được phép di chuyển khi mà trời, tức là ánh đèn nó tắt đi thì chúng ta mới được di chuyển. Mà tại sao tôi phải ngập ngừng câu nói thế nhỉ? Cái con chó đấy nghĩa đen. Cái con chó lai sâu đấy nó thực ra đèn sáng thì tôi cũng chỉ cần phải dừng lại thôi mà đâu cần thiết phải dừng lại câu nói của mình đúng không? Cái con chó lai sâu đấy nó đang đuổi theo chúng ta. Và khi mà trời sáng mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục đi, con chó đấy nó cũng vẫn sẽ nhai đầu chúng ta. Không hiểu lý do gì mà trong trò này con quái vật nào cũng... thực ra thì nó trông khá cute nhá. Tôi phải nhảy xuống một cái hồ mút. Cái điều kinh dị ở đây đó là cái hồ mút này thực sự di chuyển rất lâu. Ui, khó để chúng ta chạy nhanh ở dưới cái hồ mút này lắm. Đây, thời gian của tôi. Đi 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 đi. Có những cái đường ống này. Hết sức lưu ý là có đường ống khó thường. Có đường ống dễ không? Đây 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 đây. Đây đây rồi, đây rồi. Đây đây là kiểu tôi hay chơi này. Rồi, đi đi, let's go. Sao không chui vào được? Vào nhanh. Ui, tại sao dừng nhạc mà chúng ta chỉ cần dừng thôi mà tôi không nói được câu gì hết nữa. Khó quá các bạn ơi. Con đấy nó ngang ngay sau lưng tôi rồi. Đi nào. Ui. Ui lỡ bước một hai bước. Không vấn đề gì cả. Let's go. Tiếp tục nào. Quả vừa rồi tôi cũng lỡ bước một hai bước nhá. Nhưng mà vẫn không sao. Chạy chơi. Lại một hồ mút nữa. Ồ, lẽ ra tôi cần phải nhảy trên mấy cái ô vàng để parkour. Tôi không làm được. Ui, nó gần quá. Gần quá anh ơi, thôi. Đi. Đây rồi. Trời ơi. Không biết là cái con chó này thì nó sẽ thích xương hay là... Tại vì nó là hơi côn trùng một tí cho nên là nó sẽ thích những cái loại cỏ cây nhỉ. Khó quá, nếu biết được cái gì tôi vứt lại cho nó và chúng ta đã chạy thoát được không? Nào, cứ dừng đột ngột thế anh. Anh nào phát nhạc em cho em xin anh một lạy đấy. Hình như là hết chướng ngại vật rồi này. Đây rồi. À, ban nãy là tôi giả vờ thôi. Sợ gì mấy cái con đấy. Anh em làm sao nhở? Sợ gì? Cái con này, trò chơi điện tử cho trẻ con, trò trẻ con anh em bảo tôi sợ. Nào, đi ra ở đây thôi. Sao ở đây không tìm được cái lối nào ra được nhỉ? Ui. Nào. Có chỗ nào ra được nhỉ? Tôi chết. Kìa, chỗ nào ra đi chứ. Ôi. Chúng ta lại phải làm lại mọi thứ lại từ đầu. Chỉ vì cái đoạn đấy. Thực ra là cái trò chơi này nó bịp tôi các bạn ạ. Nó bịp tôi đấy chứ. Cái đoạn đấy đáng ra là chúng ta nên đi được mới đúng. Và tất nhiên là tôi sẽ chỉ cho phép điều đấy xảy ra một lần thôi. Cái tiếng bò của cái con chó này làm tôi... Đây, đi thôi! Thời cơ của tôi thôi! Ôi, sao tắt nhanh thế anh? Đi! Được chưa? Có vẻ như là chúng ta sống rồi, tôi không nhìn thấy con chó đâu. Ok, chúng ta sống rồi anh em ơi! Sống rồi, sống rồi! Chúng ta tạm thời thoát được cái con quái vật của cái trò chơi thứ ba. Nếu các bạn vừa nghe được cái tiếng của cái con chùm ở cái phần này rồi. Cái nhà máy đồ chơi kiểu gì mà lại. Ủa.
Ui dồi ôi, nó bảo nó sẽ tìm tôi các bạn ạ. Cái con hồng hồng đấy nó tìm tôi. Ban nãy nhá, chúng ta đã phải đối mặt với quả chó lai cuốn chiếu. Tôi đã thấy hơi ghê ghê rồi. Lát nữa chúng ta sẽ phải đối mặt với kẹo mút lai nhện. Không còn lời nào diễn tả được cái sự kinh hãi tôi trong giờ phút này các bạn ạ. Cái cảnh vật lúc nào cũng có màu sắc sặc sỡ và đồ chơi xung quanh mình này là sao? Cảnh vật nó đối nghịch với cả cái cảm xúc của tôi rất nhiều. Bây giờ tôi thực sự rất sợ. Tự nhiên đang đi này có một con quái vật nào nó sồ ra. Cái không khí này nó thực sự rất đáng sợ. Đây các bạn nhìn này. Quét gấu bông để qua cửa. Cute quá nhỉ. Lừa cute chốc lại nhai đầu tao. Mấy cái đường ống dẫn khí này sẽ đưa tôi về đâu được. Đừng có gì tệ xảy ra cả. Đừng có gì tệ xảy ra cả. Let's go. Ôi! Ôi chị ơi! Ui! Cho tao ra khỏi đây! Đi ra đi! Ý là sao? Sao lại đếm ngược? Ok, em chạy ngay. Vâng. Một rồi, nó đến đến một rồi. Giờ sao? Chắc không sao đâu nhỉ. Ok rồi, để yên tôi tìm chỗ trốn coi. Màu đỏ là số 1 này. Màu xanh là số 2. Rồi, tạm thời thế đi. Cái này bản thân tôi cũng không rõ là phải không, nhưng mà chúng ta sẽ phải thử biết được. Đỏ số 1 này. Xanh số 2 này. Ok à. Tóm cái trượt. Xanh này số 3 này. Trời. Quá là thiên tài luôn. Mà tốt nhất chúng ta vẫn không nên chủ quan. Tính đến thời điểm hiện tại tôi đã chơi xong cả 3 cái trò chơi con đấy nó đề ra rồi. Đáng ra là chúng ta nên được về nhà, nhưng mà nó lại bảo tôi gian lận. Tôi chả biết tôi gian lận đâu. Ôi, lại nhạt rồi. Cái con này nó cứ dài kinh thế chứ. Trời ơi. Hướng nào? Ui dồi. Đi chưa? Ghê chết đi được. Game đưa chúng ta đến đâu đây nhỉ? Để tôi kích hoạt cái dòng điện nơi này xem nào. Một cái lò nung các bạn ạ. Một cái lò nung. Không biết là cái lò này thì chúng ta có thể nung gì được ở đây. Ở đây tôi thấy một thông tin cho thấy rằng một cái bánh răng cưa là đang bị hỏng này. Và chúng ta sẽ phải thay thế một cái bánh răng cưa ở đây. Hiểu. Trước mắt thì tôi không hiểu là làm bánh răng cưa thì sẽ giúp ích được gì cho cái quá trình thoát khỏi đây của chúng ta. Nhưng mà cái vấn đề đấy bây giờ tôi không quá quan tâm. Chỉ cần trò chơi này đừng có hù dọa tôi nữa thôi thì muốn tôi làm gì cũng được. Ôi lửa quá này. Tránh ra không bỏng mất các bạn. Cái nhạc đấy hình như là chúng ta thành công rồi này. Ôi, công nghệ gì nhở? Sao lại nung được luôn ra cái bánh? Được. Chúng ta cần cái đấy để lắp vào đây. Theo như tôi nghĩ. Đúng vậy. Sợ. Trò này chắc dành ra cho mình tôi chơi quá. Ê, chơi tí game cảm thấy mình khá là vô địch các bạn ạ. Chắc là không điều gì có thể làm khó được tôi ở trong trò này thêm nữa đâu. Bây giờ gặp con kia thì hơi sợ một chút thôi. Nào cái gì vậy ba? Cái gì vậy ba? Vừa nói xong vừa. Vào đây. Đúng rồi. Chắc chắn là đây, không thể khác được. Nhanh. Đừng tìm em anh ơi. À chị ơi, nhầm. Này tôi nghe nhầm không hay là cái con đấy nó vừa mới. Thực ra là tôi nói anh cũng không hẳn là sai đâu. Tôi nghe tiếng rên là của con trai thì phải. Các bạn có nghe tiếng rên đấy của con trai đúng không? Sao có thể là giọng con gái được, nó cứ ò ò đấy. Hết nhạc rồi. Thôi đi ra ở đây thôi. Alo, có ai ở đây không? Hình như là nó đi lên trên gác. Tại vì ở đây là có một đống mạng nhện nó để lại này. À, chứng tỏ là nó lên trên gác rồi. Chúng ta hãy tìm đường khác để chúng ta đi.
Tâm trạng tôi lúc này là không biết làm cách nào để có thể ra khỏi đây trong khi mà chúng ta chưa có cái cốt gì cả. Không có cái cốt tàu hỏa con này nó hứa đưa cho chúng ta, mà bây giờ chúng ta cứ đi lanh quanh trong này, không biết tôi phải đối diện với nó bao nhiêu. Trời ơi! Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tay! Vào đây! Ê! Cửa, cửa! Anh ơi, à chị ơi, ui em biết chị kinh rồi. Thế... ui... ui tay! Tay, tay, tay! Nào, tránh xa ra nào, tránh xa nào! Đường ạ! Đâu rồi? Nó chơi ăn gian rồi. Cho em về nhà, cho em về nhà. Em muốn về nhà thôi, em muốn về thôi. Đừng để em lại đây nữa. Sao lại thế, sao lại thế, sao lại như thế? Tôi chia sẻ thẳng với các bạn luôn là chúng ta cũng, thực ra là tôi đã thử cái này khoảng mấy chục lần rồi. Dần dần cái cảm giác sợ hãi ban đầu nó bắt, đấy, tay nó sẽ với ra ở đó, chúng ta sẽ phải. Cái cảm giác của tôi dần dần nó đang trở nên một cái sự ức chế nhất định rồi. Cái map này cảm giác nó hơi bịp người chơi này. Đấy, chúng ta nhảy xuống và chúng ta sẽ đi đường hướng này các bạn ạ. Thực ra tôi cũng không sợ nữa đâu. Đấy, tay nó sẽ vớ ở kia. Rồi đi thẳng ở kia này. Đấy, tay nó cũng lại vớ ở đây này. Ê, thử 100 lần rồi thì mấy cái này không có gì là dọa được tôi cả. Đấy, cái đoạn này thì hơi bịp. Đấy, đấy, trượt rồi. Dọa này. Cái thế nhờ. Sẽ không có một cái thời gian nào để anh em mình có thể nghỉ ngơi được. Chạy đến đây. Với lên. Nhanh luôn, đấy, như thế chúng ta có thể thoát được. Rồi, rồi, đây này. Ô, ô, đu à? Ô, đu khá dễ này. Được, ok, 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 bình tĩnh, bình tĩnh. Những cái lúc này chúng ta không nên hoảng. Chúng ta cần bình, cái bình cái gì đây? Ở dưới này làm gì? Ở dưới này. Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ, đầu, đầu. Đầu óc phải nghĩ, đây. Vào đây. Qua được rồi. Thực sự là tôi vừa qua được rồi. Hồi hộp. Tôi không biết trước mặt chúng ta sẽ có cái gì. Cứ lần nào tôi nghĩ chúng ta an toàn rồi là y rằng chúng ta sẽ không an toàn. Lại nhạc à? Nhạc ở đâu vậy? Có tiếng chân nhá. Có tiếng nhạc, có tiếng chân. Mở ra hộ phát. Không nhìn lại. Đói! Ui! Gật cái đấy. Ui. Oh, oh, cảnh này YouTube, ôi oh, YouTube time. Tôi không thể làm được thế với chị ạ. Tôi có làm gì với chị đâu. Không, YouTube, để em giải thích, đây chỉ là đây chỉ là một món nhựa thôi. Đồ chơi thôi mà anh. Em kẹt đồ chơi thôi mà, không vấn đề gì đâu. Cái gì vậy nhỉ? Wow. Nó xong chùm rồi, như là chúng ta xong rồi đúng không? Ê, dễ vậy. Có thể nói là đến thời điểm hiện tại thì tôi cũng chưa hết bàng hoàng. Nhưng mà tại vì cái con chùm nó chết rồi, cho nên là bây giờ chúng ta có thể bước đi một cách hiên ngang. Có thể nói là tự tin hơn bình thường. Khoang gì đây? Sẽ dẫn tôi đến đây này. Ồ. Ơ. Con búp bê biết nói này các bạn. Nào. Ờ. À đù mấy thứ chân ngắn dễ thương quá các bạn. Quay lại xem nào. Tôi đang ở trên con tàu rồi. Và chúng ta sẽ cần thêm một chút những cái công việc khá là đầu óc nữa thì mới có thể đi được ra khỏi đây. Là cái thứ mà tôi thực sự không có. Hết game rồi, làm ơn có thể cho tôi phá đảo trò chơi được rồi không? Người ta khó khăn lắm rồi mới giết được chùm, mới phải làm khó nhau thế làm gì nhỉ? Sắp xong rồi các bạn ạ. 2, 4, 2, 4, 3, 1. Rồi. Chuyến tàu để chúng ta đi ra khỏi đây. Làm gì nữa? Kéo động cơ. Wow. Về thôi các bạn, về ăn cơm với vợ con thôi. Cuối cùng thì chúng ta cũng ra được khỏi cái nhà máy quái quỷ này rồi. Tôi không biết nhân vật vào đây để làm cái gì mà bây giờ phải tìm đường ra khó khăn vậy. Con búp bê nói gì với tôi? Anh quá hoàn hảo để thua. Xin lỗi. Tôi không thể để anh rời đi. Ơ! À!
Sao lại nhạc tình cảm điên à? Cho em về nhà đi mà. Chị lâu mắc kẹt trong cái đấy thì kệ chị. Nào thôi. Rồi, vậy là chơi xong cái trò chơi tốn nhiều não, tốn nhiều công. Thì cuối cùng là con búp bê này nó sẽ không để ta ra ở đây anh em ạ. Đúng là đời mà, đúng là đời. Và đây là cách nó ngăn chặn chúng ta không cho ra ở đây mọi người ạ. Thế cũng là một cái ý hay. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở Poppy Playtime phần 3. Đây là Duy và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau. Bye bye anh em nhá. À tức tức, rep comment fan đã nhở. Xem ngày chơi game kinh dị và ôn thi thì hết nước chấm. Ủa Myfo à? Qua gần 2 năm làm YouTube thì thực ra rằng có rất nhiều bạn đã đạt được điểm cao và lên trên kênh mình để khoe đấy. Mình không biết sao những bạn xem kênh mình lại có cái lực học rất là tốt nhá. Không phải mê tín đâu, nhưng mà bạn muốn có kết quả thi tốt thì cứ tiếp tục xem kênh mình nhá. Không mê tín tí nào đâu mà. Luận của bạn Trường Lan: anh làm video hài quá. Có lần em bị sặc cơm vì hài quá. Mong anh Duy cho lên TV. Ui. Này thực ra là làm video cho các bạn, mục đích của mình đúng là để cho các em nhỏ hay là các bạn bé bé xem video của mình lúc ăn cơm thật. Nhưng mà làm hài, làm hơi có những cái tình huống hài quá lại có thể gây đến tình huống là sặc cơm, thì làm sao bố mẹ các em ấy cho xem video của mình được nhỉ? Thôi rồi, mấy video sau mình sẽ cố gắng là bớt hài đi một tí các bạn ạ. Ok, cảm ơn Trường Lan nhá. Quá là nguy hiểm thế này, quá sợ luôn. Tinh Trâm Anh: lâu rồi em không xem anh. À thế à, thôi được rồi, lâu không xem cũng được. Đừng quên anh là được. Thỉnh thoảng buồn buồn vào xem cũng được nhá. Mọi người xem kênh mình cũng vậy thôi, mình không ép đâu. Nhưng mà đừng có bỏ lỡ cái video nào cả. Bạn cứ quên mình xong rồi không xem video là mình buồn lắm, không ăn không ngủ được. Ok, và phần rep comment đến đây thôi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Có comment bình luận xuống dưới mình sẽ đọc nhá. Bye bye anh em. Through the ceiling, sure I got dough, but don't need it, 'cause all I want is your healing, your healing.